khỉ, mang xốp đến xưởng, làm nó lớn hơn, đánh bóng các mặt. Bọn biển bóp giúp mình sơn với thêm dòng chữ. Ván lướt sóng đỉnh nhất trên bãi biển. Thật là kỳ nghỉ tuyệt vời. Ôi, nóng quá. Mình sẽ lướt sóng. Chờ mình trên bãi biển. Oh, bạn đi đâu vậy? Elsa, cứu. Cô nàng đâu rồi? Cứu. Mình đang chìm. Giúp với. Bạn ơi, bạn ổn chứ? Ồ, đó là mơ. Không, bạn thật may mắn. Bạn có muốn thức uống ngon để giải nhiệt không? Với bạn, mình sẽ đi bất cứ đâu với bạn. Có lẽ mình có thể tìm thấy tình yêu của mình ở đây. Mình sẽ đi bơi. Mình cần đồ, đây. Làm đuôi nàng tiên cá cho cô nàng. Chúng mình sẽ cần truy băng kim tuyến cho vây. Vẽ viên. Tạo hình các vây. Màu sắc phù hợp với Elsa. Wow, thật là chiếc đuôi đẹp. Thêm vẫy vào. Trang trí trên cùng với ruy băng. Nàng tiên cá Elsa đã sẵn sàng đánh chiếm biển cả. Lặn xuống. Mình cần sự giúp đỡ của bạn. Anh chàng đẹp trai đã cứu mình nhưng... Mình hiểu rồi. Lật qua danh mục đàn ông của chúng mình. Đây là vị cứu tinh của mình. Bạn có muốn biến thành nàng tiên cá không? Được, mình sẽ pha thuốc. Uống đi. Mình có đuôi thật à. Bạn muốn gì cho điều này? Mình đã muốn đi dự đám cưới từ lâu rồi, nên hãy mời mình. Ok, goodbye. Đá này đến đá khác. Chúng mình tạo ra các rạn san hô rêu ở khắp mọi nơi. Thêm hoa. Và tất nhiên cỏ biển nữa. Bôi keo nóng. Thật là thác nước đẹp. Chúng mình có kỳ quan thế giới ở trước mặt. Mọi thứ cần phải hoàn hảo. Thêm hoa. Elsa sẽ thích nó. Chào. Đúng là thiên đường. Và bạn vẫn xinh đẹp như mọi khi. Tạo dáng nào. Được rồi. Olaf, bạn đang làm gì vậy? Bạn thật dễ thương. Mình có ý tưởng. Trả cây tươi, ăn đi. Anh chàng thật hài hước. Trộn đất nặng. Chúng mình đã làm cán ngựa. Trang trí tượng băng vây. Có viên đá lấp lánh tuyến trên nhẫn. Em yêu, anh đã muốn nói với em điều này từ rất lâu rồi. Anh yêu em và... nhìn sang đó. Vị cứu tinh nhỏ của mình. Elsa, nhìn kia. Biển đầy các sinh vật tuyệt vời. Thật tuyệt khi trở thành tiên cá. Elsa, làm vợ anh nhé. Vâng, em đồng ý. Mình thấy kỳ lạ, như mình đang bị trời tra vậy. Tạo lỗ nhỏ. Tô một nửa trắng. Thêm các quả bóng tuyết mềm. Đây là các xúc tu. Giờ đi bộ dễ hơn 8 lần rồi.
Elsa, mình rất hạnh phúc. Giờ bạn là nàng tiên cá và cô dâu nữa. Bạn sẽ là phù rể của mình chứ? Tất nhiên rồi. Ôi, thật là thú vị. Mình cần giúp đỡ. Bạn có muốn tìm thấy tình yêu dễ? Không không, mình là khách dự đám cưới của nàng tiên cá. À, chúc mừng. Cảm ơn. Mình có ý tưởng cho anh chàng đẹp trai như bạn rồi. Dạ, mình là Bạch Tuộc. Hẹn gặp lại bạn ở đám cưới, chàng trai đẹp à. À, sống. Neytiri, xin chào. Chúng mình sẽ mượn sợi dây từ bạn nha. Xoắn dây điện hình vòm. Vỏ. Cỏ biển. Tuyết. Mình là cô dâu xinh đẹp nhất. Mình cần khăn đội đầu và vuông miệng. Nhìn đây. Elsa cần thứ tốt nhất. Mình sẽ lấy cái này. Lựa chọn tuyệt vời. Trang trí phương miệng với kim tuyến. Mình sẽ phải lấy lại. Bạn ơi, xin chào. Tấm khăn này đã bị hỏng. Có ai đó không? Được rồi, mình sẽ chọn gì đó khác. Tìm thấy rồi. Chào, mình đã mang tất cả mọi thứ. Không nhìn trộm. Đẹp. Nhìn vào gương. Wow. Mình muốn có khăn đội đầu màu xanh, nhưng cái này tốt hơn nhiều, cảm ơn. Được rồi, đẹp. Sáng nhẫn nhựa. Làm cầu thang bằng xốp. Trang trí bằng lá và cành kim tuyến. Thêm hạt pha lê. Giải truy bằng bạc trang trí phía dưới. Chúng mình cần trang trí nhiều hơn. Cổng cưới tuyệt đẹp. Hôm nay là ngày đặc biệt. Hai trái tim yêu nhau được kết thành hôn nhân. Thật dễ thương. Em yêu, anh sẽ yêu em mãi mãi. Bây giờ các bạn có thể đổi nhẫn. Chúng đâu? Mình đã đánh mất chúng sao? Chúng đang ở trên mũi bạn. Chúc mừng. Chúc các con hạnh phúc trọn đời. Sẵn sàng chưa? Mình đang ném hoa. Mình sẽ bắt được nó. Ơ không. Sơn màu sắc cầu vồng. Cắt lá theo hình. Gộp các trang bằng chiếc nhẫn. Cuốn album cưới sẽ lưu giữ các khoảnh khắc quan trọng. Các bạn, mình có quà. Thật không? Bạn thật tử tế. Wow. Album ảnh hả? Thật là tuyệt. Chà, có các bức ảnh ngày chúng mình gặp nhau. Thấy chưa? Mình đi theo bạn với camera là có lý do. Lấy mảnh thủy tinh. Cắt ống. Phủ keo nóng lên mặt đấy. Tươi. Đổ một ít vào bên trong chai. Xoắn dây. Giữ chặt các xi rô trên mảnh. Có nón cắt tông ở gần đó. Kem và xi rô trái cây ở trên. Chúc ngon miệng. Trời đang nóng. Đúng, đã đến lúc làm mát rồi. Mình sẽ tạo ra gì đó bằng phép thuật. Thiên tài. Dạ, bạn đã sẵn sàng cho buổi diễn chưa? Dạ, ý tưởng tuyệt vời. Đây, thưởng thức đi. Bông hoa đẹp. Đổ đầy chất nhơn vào. Làm cá từ đất nặng.
cho nó vào bên trong quả trứng cá. Gì đó đang được sinh ra. Nick, đừng nhìn trộm. Dạ, bây giờ hãy xem nào. Đây là con của chúng mình. Anh rất hạnh phúc. Anh sắp làm ba. Anh sẽ đi lấy đồ ăn. Nicholas, chỉ mang theo đồ ăn nhẹ lành mạnh. Đúng vậy, trái cây và rau quả. Chồng bạn nói rằng bạn cần thức ăn. Đây. Cảm ơn, nhưng chúng mình sẽ ăn cỏ biển. Ồ, được rồi, Elsa, đã đến lúc chúng mình phải đi. Nhưng đôi khi mình có thể ăn bánh mì kẹp thịt. Nó sẽ không hại ai cả.